Ra đi đây, chắc chắn hắn bỏ lửa phát luôn mọi người. Ui rồi. Ui rồi. Ôi. Ôi làng ơi. Lật nhựa. Rú luôn. Rú luôn nè. Có đá vào bia, có cốc ấy, em bên mùi không mùi ạ? Mùi chia ra thì lỗi rồi. Cắt ra nhá. Hey. Cắt bánh sinh nhật. Muốn chủ hiếp. Mùi rồi. Thật rồi. Ngay à. Ừ. Ui trời ơi. Cái này đi chạy đi đâu? Gà này. Gà này chạy đi đâu? Ôi trời ơi. Trời ơi. Vô. Chưa hết một lon này. Hết đi. Hết đi. Đấm mầm. Hết hết đi. Ôi, anh em ơi. Họ cho ta lọc. Kéo cái đi này lên nào. Không say thì không về. Say đi rồi thì khiêng về. 2, 3, go. 2, 3, go. 2, 3, uống. View ở đây rất đẹp mọi người ạ. Sau này bạn bè của ai, bạn này của Hùng mà ai mà muốn về đây chơi thì Hùng dẫn ra đây chơi rất là tuyệt vời luôn. Ở trong gần nhà Hùng có một cái hồ. Mọi thứ đẹp tuyệt vời lắm. Đây, mọi người thấy nước trong vắt luôn đấy. Đây có cái hồ này. Rồi có cả vịt trời các kiểu. Ra đây tổ chức ăn uống. À, tuyệt vời thì lý tưởng lắm. Đủ luôn ha. Mọi người thấy vịt trời không? Nè, để Hùng quay gần gần cho mọi người xem nha. Ui, vịt trời cả đàn đấy. Nhà Hùng nuôi vịt trời. Về đây ăn thịt kén mọi người hả? Người Nhật tới đây cũng rất là đông mọi người ạ. Đó. Chào bà con nha. Hôm nay mấy anh em đi picnic. Toàn cả cái cớ thủ hết này. Bốc xe luôn. Ê, không ai cho đi thử cả. Hôm nay là một ngày đẹp trời mọi người ạ. Cả hồi đi ra ngoài picnic. Đi vào rừng picnic. Đấy. Lâu lắm rồi á, chết bệnh nhưng mà thôi thì cả nhà vô rừng thôi mọi người. Đi ra những chỗ đông người thì ta đi vào những chỗ ấm u thôi. Đi gòn gòn vào cái xe. Đi gòn gòn vào cái xe nhá. Đây, nhà mình chuẩn bị đi vào trong rừng nha mọi người. Giờ trên đường đi mọi người. Vậy anh em thấy cảnh đẹp quá. Một chụp hình. Ơi, ơi, mọi người xem này, view đẹp chưa? Chà. Đây là một cái địa điểm mới mà Hùng dẫn anh em vào đây lần đầu tiên. Thì theo cảm nhận của Hùng thì cái view ở đây cực sự rất là đẹp. Người Nhật rất là đông mọi người ạ. Xe ô tô người Nhật vào đây tổ chức ăn uống rất nhiều. Bây giờ đây mình sẽ chọn đồ ra đây để chiến đấu nha mọi người. Này ra không được thắt gì đấy. Đây là muỗi á. Sát vào đây được đây. Cho mọi người biết đây là ga không lửa phát mọi người. Để nó tiễu rồi mọi người. Ga đi là chắc chắn hắn bỏ lửa phát luôn mọi người. Ui rồi. Ui rồi. Ôi. Ui làng ơi. Lật nhựa. Rú luôn. Rú luôn nè. Cho
có đá có bia à, có cốc ấy. Bùi nó không phải bùi nó chia ra tí rồi lỗi rồi cắt ra nhá. Hey, cắt bánh sinh nhật muốn chụp hiếp bùi thôi nhật rồi ngay à. Đấy. Ui trời ơi. Cái này đi chạy đi đâu? Gà. Gà này chạy đi đâu? Ôi trời ơi. Ngồi nhá. Nó kẹo lắm. Kẹo này lôi được mà. Được. Chạy mọi người. Yeah. Thank you.
tắm xong. Thử đi, thử cá coi anh em bỏ cái rau thỏng ra cuộn cá vô ăn coi cảm giác thế. Này. Chấm tí muối đi được. Chưa mốt. Ăn nhánh nữa. Ngon lắm, thế thôi. Ngon hết rồi. Ngon lắm, thật không? Đấy, cả đi của chị Thuyết rất rơ luôn, mọi người ăn cảm giác gì đâu. Của chị Thuyết thì đông nữa. Cả đấy mọi người. Hấp dẫn này. Cả này là của chị Thuyết đây. Tuyệt vời luôn. Hôm nay để có mấy anh em cảm nhận ăn thử nữa. Con mọi người này. Được. Thử miếng được. Ăn tí rau trống vào. Đố đi cả. Ngon. Tiếp. Mất miếng em. Em phải bóng thôi. Đây là những lời nhận xét thật nhá. Để chị con biết rút kinh nghiệm. Đã được cả tiền thôi. Có chí nhá. Nó mềm ấy, thơm. Ngon rồi ạ. Ok, cảm ơn chị Thuyết. Ngon lắm chị ạ. Ngon tuyệt vời ạ. Ăn như mùi gà luôn. Ăn cả như kiểu cá luôn này. Yo. Ui à. Từ nhá. Còn thâu nó còn thâu. Mời mọi người. Cá ngon lắm chị ạ. Cá muốn nó càng nóng mà. Cá muốn. View rất đẹp mọi người ạ. View rất đẹp là đẹp rồi. Mới hết đấy. Luôn đi. Vâng, rất quên rồi. Đâu đấy? Xin lỗi này. Cái biển này mà đẹp xuống biển được vứt kìa hôi thì vượt lên này lên tánh này. Cái nước nó lên bóc luôn á. Tí vứt xuống tí trôi. Trôi mẹ tự nhiên. Kiểu cái giấy cột này. Hết rồi, hết thì bọn, có bị gọc lên, rồi nó lại đi nhà.
2, 3, go! 2, 3, go! Đi vào đây rất đẹp mọi người ạ.